tháng 10 năm 2018, VinFast đánh dấu bước tiến lớn trong lĩnh vực kinh doanh sản xuất ô tô với màn trình làng 2 mẫu xe tại Paris Motor Show 2018. Mãnh liệt tinh thần Việt Nam slo gẳng của VinFast mang hàm nghĩa tự tôn dân tộc, đáp ứng niềm mong mỏi sở hữu một thương hiệu ô tô Việt trong nhiều thập kỷ của người tiêu dùng. Hơn một tháng sau, bắt đầu từ chiều 20/11 đến 21:30 tối 21/11, hàng chục nghìn lượt người sinh sống tại Hà Nội đã đổ về công viên Thống Nhất để được tận mắt ngắm nhìn, tìm hiểu và chọn mua những sản phẩm đầu tiên của hãng xe VinFast, vốn đã xuất hiện nhiều trên truyền thông trước đó. Mặc dù tổ chức vào giữa tuần, lượng khách không ngớt đến tham quan xe VinFast thực sự khiến ai có mặt ở đó cũng choáng váng, đông nghẹt từ phút đầu tiên cho đến quá tận những phút cuối cùng. Tại sự kiện, hãng xe Việt trưng bày 3 mẫu ô tô gồm Luxa 20, Luxa 20, Fadi và dòng xe điện Claza. Giá niêm yết ban đầu với 3 mẫu xe nhỏ, xe đán và SUV lần lượt là 423 triệu, 1,366 tỷ và 1,181 tỷ đồng, đã áp dụng chính sách 30. Sau khuyến mại, giá còn 336 triệu, 800 triệu và 1,136 tỷ đồng, giá này chưa gồm 10% bạc. Và màn chào sân lần đầu tiên với quy mô lớn của hãng xe Việt đã thực sự thu hút sự chú ý của công chúng. Do người tấp nập tại khu trưng bày xe ô tô, người tiêu dùng tự hào về một hãng xe Việt mang chất lượng quốc tế với giá cả dành cho người Việt. Chúng ta vẫn thường nói, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Nhưng sự quan tâm và hưởng ứng đặc biệt nồng nhiệt từ người tiêu dùng trong sự kiện VinFast này đã nói với chúng ta một câu chuyện khác: hàng Việt Nam thực sự đã chinh phục được người Việt Nam, bởi nói gì thì nói, chất lượng sản phẩm mới là yếu tố thuyết phục người tiêu dùng bỏ tiền ra sở hữu. Từ Paris Motor Show 2018, các dòng xe ô tô của VinFast về Việt Nam nhận được sự tin tưởng, ủng hộ đông đảo của người tiêu dùng. Điều này chứng minh ở con số thống kê biết nói, tính đến cuối giờ chiều ngày 21 tháng 11, đã có hơn 2.000 đơn hàng ô tô, xe máy được đăng ký đặt mua. Đó là còn chưa kể đến sự quá tải đăng ký mua xe máy điện Claza online trên Adili, đủ thấy sức hút khủng khiếp của những chiếc xe mang thương hiệu VinFast. VinFast cho biết mức đặt cọc cho xe Fadi là 20 triệu đồng, còn lúc xe đản và SUV đều là 50 triệu đồng. Những khách đặt cọc đã nhận được giấy chứng nhận là một trong những người đầu tiên sở hữu xe hơi VinFast cùng chữ ký của Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc VinGroup, ông Nguyễn Việt Quang. Nguyễn Khoa Việt Thanh có lẽ là người mua xe trẻ tuổi nhất trong dòng người kéo đến công viên Thống Nhất ở những phút cuối của hai ngày ra mắt. Thanh sở hữu một con Fadi khi mới 18 tuổi, mà theo như cậu chia sẻ, dòng xe này khá phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng Việt Nam, đáp ứng nhu cầu di chuyển nhẹ nhàng. Dù chưa được trực tiếp chạy thử xe, nhưng qua tìm hiểu mình biết dòng xe của VinFast được lắp ráp theo tiêu chuẩn nước ngoài, chất lượng xe tốt. Đến tháng 9 năm sau khi nhận xe, mình sẽ đợi để được đánh giá bằng chính trải nghiệm của bản thân. Là một người yêu xe, nên dù có bận bịu hay phải đợi khoảng một tiếng để có thể đặt cọc những con xe cuối cùng, mình cũng chấp nhận, đợi Thanh chia sẻ. Cậu còn cho biết thêm, bản thân luôn cảm thấy tự hào khi một thương hiệu của người Việt vươn tầm ra thế giới. Bởi lẽ, từ trước đến nay nền công nghiệp chế tạo ô tô Việt Nam chưa hề có tên tuổi, chưa có chỗ đứng vững chắc. Thanh kỳ vọng trong tương lai, VinFast sẽ cho ra những dòng xe mới, ngày càng khẳng định tên tuổi của mình. Còn chú Anh, doanh nhân, thực sự mãn nguyện khi được chiêm ngưỡng dòng xe ô tô đầu tiên của VinFast. Chú là người rất quan tâm tới ô tô. Chú tự hào về một hãng xe Việt mang chất lượng quốc tế với giá cả dành cho người Việt. Dù chưa được thử nghiệm lái con Luxa 20 nhưng chú đã đặt cọc để được sở hữu nó. Như vậy là đã vượt qua sự mong đợi. Đặc biệt, chú cũng ưu tiên dòng xe máy điện Claza cho con gái. Claza không chỉ đáp ứng mẫu mã đẹp, chất lượng tốt mà còn góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, chú Anh nói. Tính đến tháng 9 năm 2019 khi họ được chính thức lái những chiếc xe ô tô đầu tiên của thương hiệu Việt, chất lượng sản phẩm sẽ khẳng định một lần nữa kỳ tích của ngành công nghiệp ô tô vốn bị cho là thất bại suốt hơn 20 năm nay. Khi ấy, chẳng cần kêu gọi, hàng Việt Nam sẽ luôn được tin dùng. Khách hàng hoàn toàn bị chinh phục, chuyên gia đánh giá xe Nguyễn Thanh Hải, Hải Ca, chia sẻ, VinFast đã quá tay khi hạ mức giá xe xuống thấp như vậy. Chấp nhận không tính đến lợi nhuận để thực hiện đúng con đường đã đi, vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người Việt. Công bố mức giá gây sốc như vậy đồng nghĩa với VinFast đang tạo ra một cú hích cho thị trường xe hơi Việt Nam phát triển và sôi động hơn. Ấn tượng của tôi đầu tiên về mức giá của 3 mẫu xe VinFast có thể nói là sốc, chắc chắn là dưới giá thành sản xuất,
bởi vì một điều đơn giản là hai mẫu xe sedan và mẫu SUV của VinFast đang có mức giá dưới giá ở thị trường chính là Bắc Mỹ, nơi mà nguyên gốc của nó là xe BMW X5 và BMW Serie 5 đang có mức giá vào tầm 50-60 nghìn USD. Về chất lượng bây giờ thì rất khó để nói khi mình chưa có trải nghiệm, nhưng nhìn vào mức độ hoàn thiện, tôi đánh giá là thậm chí là VinFast còn làm hơi nhiều quá so với các sản phẩm cùng phân khúc, không nhất thiết phải cấu hình cao như thế. Nếu người tiêu dùng Việt đều nhận ra được chiến lược, sự đầu tư và cả tâm huyết VinGroup gửi gắm vào đó thì tôi tin cả doanh nghiệp lẫn người mua đều cùng có một tương lai rộng mở, chuyên gia Hải Cả cho biết. Đồng quan điểm, chuyên gia đánh giá xe Hùng Lâm khẳng định, những giá tiền mà VinFast công bố lần này cực kỳ phù hợp với người tiêu dùng Việt. Phải là một doanh nghiệp sản xuất xe vì người tiêu dùng thì mới có thể đưa ra mức giá thấp đến vậy. Vì thế, nếu có ý định mua ô tô mà không cân nhắc VinFast thì quả là một sự thiếu sót lớn, anh Lâm cho hay. Anh Quyết, 27 tuổi, một khách hàng trẻ vừa đặt cọc để sở hữu dòng xe Luxa 2.0 chia sẻ. Giá cả của tất cả các mặt hàng VinFast chào hàng lần này đều hợp lý, về công nghệ và trang bị đều vượt trội so với cùng phân khúc. Xe VinFast được triển lãm ở Paris đã tạo ra cho nhiều nước trên thế giới nhận ra rằng Việt Nam đã bước sang một tầm cỡ mới. Tôi đã phải xếp hàng và đợi khoảng 30 phút dưới tiết trời mưa phùn của Hà Nội để đặt cọc tiền mua xe. Kiểu dáng bên ngoài của dòng xe rất hấp dẫn. Nói tóm lại, tôi luôn ủng hộ dòng sản phẩm này của VinFast, anh Quyết chia sẻ. Tôi hy vọng sau này khi được trải nghiệm sẽ đánh giá chuẩn hơn về chất lượng. Anh Nguyễn Văn Ly, 45 tuổi, doanh nhân bất động sản, cũng vừa ký hợp đồng mua con xe đắt nhất Luxa 2.0. Tôi tự hào khi được sở hữu một trong những chiếc Luxa 2.0 đầu tiên. Từ mẫu mã tới việc các chuyên gia đánh giá chất lượng xe, tôi hoàn toàn bị chinh phục. Mấy hôm sau, tôi sẽ tiếp tục vào Sài Gòn đặt thêm một con xe nữa. Tôi tin rằng trong tương lai VinFast sẽ còn thành công hơn nữa. Đặc biệt, dòng xe máy điện thông minh Tesla giả với trải nghiệm ngay tại điểm bán đã thực sự chinh phục được người tiêu dùng Việt. Họ được tự tay lái những con xe thử nghiệm, tự mình đưa ra nhận xét, đánh giá trước khi quyết định ký tên vào bản hợp đồng mua xe. Theo những con số thống kê chính thức, chỉ sau khoảng 15 phút mở bán của ngày 20 tháng 11, 300 chiếc xe máy điện thông minh Tesla giả của lô đầu tiên đã được mua sạch và vẫn còn hàng ngàn người đã đăng ký đặt cọc lô xe sau. Anh Thắng, 36 tuổi, đưa vợ tới buổi ra mắt xe tại công viên Thống Nhất để mua một con Tesla giả phiên bản màu đỏ chạy pin lithium. Với mức giá hấp dẫn và nhiều tính năng hiện đại, xe máy điện thông minh Tesla giả hứa hẹn sẽ là sản phẩm được nhiều người dân lựa chọn. So với những dòng xe điện ngoài kia, mình thấy ấn tượng với mẫu mã và chất lượng của Tesla giả. Đặc biệt là tính năng ngâm mình dưới nước, quá phù hợp với kiểu thời tiết ở Hà Nội mà không sợ chết máy. Kiểu dáng thích hợp để vợ mình có thể đi làm, di chuyển dễ dàng hơn. Nếu ai chế đắt thì chắc họ không phân biệt được xe đạp điện và xe máy điện, đơn cử như vấn đề mô tỏ chống nước bục, khung gầm chắc chắn, gắp sau nôm đúc nguyên khối. Hệ thống thụt có tên tuổi chứ không phải gia công, hệ thống hai phanh đĩa mì xín, anh Thắng chia sẻ. Đúng như dự đoán, mẫu Tesla giả màu đỏ tin lì thùm được người tiêu dùng Việt săn đón hơn cả. Sau một ngày trải nghiệm Tesla giả, chuyên gia truyền thông Mỹ Hở Hiếu Hò Dị Ẩn đánh giá motor 1200V của Bosch đúng là không hổ danh, đi không hề có tiếng động. Đây được kỳ vọng là sự chờ đợi nhất của dòng xe này vì đa phần xe điện trên thị trường hiện nay chưa làm tốt chất lượng khung xe. Mặc dù hạn chế tốc độ tối đa 50 km/h nhưng gia tốc khá tốt, giảm xóc và khung xe thực sự tốt. Được sờ tận tay mẫu xe VinFast thì mới thấy được thương hiệu này đã bắt kịp được những xu hướng thời đại tốt đến nhường nào. Đã nhanh, đã đẹp, đã công nghệ cao, bây giờ lại còn rẻ. Thực sự khi công bố giá, VinFast đã hạ cú knockout đối với thị trường để vươn tới hai từ hoàn hảo, anh Hiếu cho biết. Chỉ riêng sự hào hứng của người tiêu dùng lần này đã chứng tỏ sự kiện ra mắt của VinFast tại Hà Nội quá sức thành công. Khi được hỏi có hoàn toàn tin tưởng vào dòng xe Tesla giả, điều này đã được VinFast giải quyết nhanh chóng bằng hệ thống chạm sạc, cho thuê pin sẽ có mặt ở các vị trí thuận lợi như bãi đỗ xe, các cửa hàng tiện ích Vinmart, hầm các chung cư cao tầng, cổng trường học, ký túc xá trường học. Nhiều người dân tỏ vẻ lo ngại tới trường hợp xe bỗng hết điện giữa đường. Mình tới mua cho mẹ một chiếc Tesla giả màu trắng nhưng hơi sợ nếu hết điện giữa đường không biết bà xử lý như nào. Nhưng khi được tư vấn mình hoàn toàn yên tâm khi VinFast tăng cường các trạm sạc điện mọi nơi. Mẫu mã rất đẹp, mức giá 35 triệu bỏ ra cho một xe máy điện sang trọng như này mình thấy xứng đáng.
Đặc biệt chế độ mấy giây đầu của cửa là giả đảm bảo việc trẻ nhỏ không tự ý tăng ga gây mất an toàn anh Toàn, 30 tuổi, chia sẻ. Với những khách hàng chậm chân đăng ký, không thể nhận xe ngay trong 2 ngày đầu mở bán có thể đặt cọc và nhận xe sau nếu muốn mua. Trên trang chủ, VinFast thông báo còn khoảng 32 ngày nữa là kết thúc đợt bán hàng đầu tiên cho xe máy điện cửa là giả, vốn áp giá 21 triệu cho bản Aquis và 35 triệu Pinco. Tại thành phố Hồ Chí Minh, sự kiện ra mắt xe VinFast sẽ được tổ chức từ 10 giờ 22 giờ các ngày 25 tháng 11, 26, 11 và ngày 27 tháng 11 năm 2018 tại khu đô thị Vinhome Central Park.